rẻ. À, mặc dù trời cũng rất là sẩm tối nhưng mà tôi cũng cố gắng đi qua khu vực thương mại để chúng ta chia sẻ một số những hình ảnh mà ở khu thương mại như thế này. Chúng ta cùng quan sát một phôi xanh rất là đẹp, thấp đóng thấp để nó đối với cái bên này gọi là ba thân cái này đẹp hết đấy. Và với những cái cút, những nhát cắt tạo cút này rất là nhỏ cho nên cũng nhanh liền sẹo. Thế thôi, 3-4 mùa mưa nào. 4 năm là hoàn thiện. Là đâu vào đấy? 4 năm hoàn thiện. Làm liền 4 năm. 4 năm rồi hoàn thiện mỹ rồi. Con này nó có cái điện đủ rồi. Điện đủ rồi. Thì làm nào thôi. Nuôi to làm bông rồi. Nuôi làm bông. 4 năm là... 4 năm phải xong. Làm là... Ít 4 năm là phải xong rồi. À, như cái... Đây là tâm bao nhiêu? 60 triệu. Bao nhiêu? 60 triệu anh? 60 vâng. Đây là cho nó cái giá bán đấy. Vâng. Anh cái thứ thì có nhiều cái cây tương xứng. Được, nói chung là có cái... Về khung, về form cây là hoàn chỉnh hết rồi. Giờ chỉ có nuôi tay tạo bông tán thôi. Để cho dày, cho ấm mới thôi. Đúng không? Thế thôi. Tất cả là về cốt cách là chuẩn rồi. Cốt này không thay đổi được. Không thay đổi được nữa. Mà thay đổi thì có xấu hơn. Như vậy là được rồi. Và anh đã định hình cái phần đưa lên là ngọn đã có rồi. Cốt này thì nó không biến được nhiều, nó chỉ có biến dàn tay thôi. Thì và coi như là về tay bên này và rồi. Tay bên này là đã đủ rồi. Nuôi bông thôi. Vâng, chỉ có nuôi bông thôi, bởi hai tay này là đủ rồi. Đúng không? Tất cả các phía là đủ rồi. Và phần lên để làm ngọn là đã có rồi. Cũng được đấy. Thực ra cái giá đó thì để 2-3 năm sau, 3-4 năm sau để có một tác phẩm hoàn thiện thôi. Cái này hoàn thiện nó vẫn lên được nhiều tiền rồi. Vâng. Đã có năm sau thì lên được. Tùng La Hán này cũng của anh. Của ông bạn. À thế à. Bệ xanh này bao nhiêu anh? 45 triệu. 45 triệu. Vâng. Tương đối là dài. Mốc hết lên tại trên tam chi trên ngọn luôn. Có phải xanh điền không? Xanh điền chị đấy. Xanh điền chị đấy. Thực ra thì giá rất hợp lý rồi, 45 triệu. Cái to, cái cổ như này. Vâng. Và với cái phôi này anh ơi? Phôi với 18 triệu. 18 triệu phôi này. À, khu vực ở bảo tàng thì có những khu nào ở thương mại anh? À, khu bên kia đúng không? Khu bên kia thì sao, có thấy người nào bán không? Có hai ba người. À. Vâng. À, thôi tôi ngồi đây để tôi góp vui với anh nghe tiếng cái tiếng đục của anh vậy. Anh đang chỉnh cái góc của một bệ Tùng La Hán. Và với cái tác phẩm Tùng La Hán anh đang xử lý này thì giá khoảng bao nhiêu anh ạ?
nó khoảng 14 triệu. 14 triệu, vâng. Như vậy là số lượng người mang cây đến thương mại khu bảo tàng này cũng ít đúng không? Ít. Và thấy có vẻ ít tác phẩm và ít người đến bán. Mặt bằng có. Vâng. Và những cái tác phẩm nhỏ này nhiều. Bonsai. Anh có cái tác phẩm xanh này già thế nhỉ? Vâng. Tôi tưởng là anh hết vôi vào đây. Ôi dồi, nó trắng hết từ luôn. Với xi măng. Mặt dê, vâng. Như là quét xi măng tráng lên phía trên da thịt của nó một lớp này, này. Lên tại trên này luôn. Trên ngọn. Già quá. Quá già luôn. Xem cổ. À, có cái chỗ này nó dính thân hay nhỉ? Đúng rồi, lối xanh cổ dáng tự nhiên rồi. Nó ít bị gò bó. À mà đẹp ấy nhỉ. Nhìn cái form lấy ảnh tổng thể này nhìn hay phết này. Chậu cũng được rồi, hợp lý. Không to không nhỏ. Mà cũng chỉ nên để vào chậu này thôi. Sân chơi này mình triển lãm được đấy. Rồi. À thế có khi là mình mua xong mình chuyển luôn vào trong kia mình đặt chứ nhỉ? Hôm tôi lên ở trên Linh Hiệp có bốn ông mua bốn cây, mua xong giả tiền là bê vào đặt cái bàn luôn. Vì hôm ấy là buổi chiều mà, ngày hôm sau mới khai mạc. Thế là treo thẻ. Những cái cây tầm nhỏ rất dễ xử lý. Mỗi ông một cây bê vào luôn. Ví dụ như tác phẩm xanh này thì anh giao lưu với giá bao nhiêu anh? 80 triệu. Vâng, 80 triệu. Tác phẩm quê rồi mất giá ngày xưa mấy trăm triệu chả bán. Đúng rồi. Ở những cái lúc hoàng kim thì cái này phải đọc tiền 200-300 là mềm. À, là 10 người ta giả 550. Đấy, 550 những cái lúc hoàng kim. Sướng nhỉ. Thế là bây giờ anh nói giá là bán. À, giá bán đấy. Vâng. 60 triệu. 60 triệu. 60 triệu được. Tôi hồi trả 60 triệu mà anh ấy lắc đầu. Tức là ý của anh là anh tiết lộ với Đỗ Sinh đây là giá bán. Chúng ta cũng rút kinh nghiệm tất cả các cái khu thương mại. À, hôm nay tôi tiếp xúc hai ông chủ ở cây ở đây, tôi thấy họ báo giá rất là đúng mức. Vâng. Ít. Vâng vâng. Với tác phẩm xanh cổ giá 80 triệu. À, đến đây tôi thấy có một tác phẩm hoa giấy đang bung lụa rất đẹp như thế này. Trời tối quá rồi, thôi làm một cái ở khu mấy anh em mình bán cây cho vui rồi thôi. Xong để về nhà ăn cơm. Nhà cậu con trai mình đi bộ ra đây mà có khoảng 300-400 mét ở bên kia đường. Ngay gần Bixi, sát Bixi. Với cây hoa giấy này thì anh giao lưu giá bao nhiêu? Mấy triệu thôi à? Chắc tầm 3-4 triệu. Đúng không? 5 triệu. Màu hoa giấy tím hay quá nhỉ? Và đến đây tôi thấy anh có cái tác phẩm bonsai mini đẹp này nhỉ? À,
Cái thân rất hay anh ạ. Thân bệ hay quá. Cây này bao nhiêu anh ơi? 18 triệu. 18 triệu. Hay nhỉ, cây này tôi thấy rất là nghệ thuật đây này. Một chút nữa mình cứ chặn dăm liên tục đúng không? Và vặt lá thì nó sẽ có cái tán đẹp hơn. Dạ. Cây này cốt già quá. Phải bấm bỏ lá đi. Bao nhung nhem lắm đấy, chú Linh nhá. Ủa mà trời hóa gần kem chứ sợ. Vâng, đây là những cái phôi bệ xanh các anh mang đến để giao lưu trong khu thương mại. Anh Hùng thế nào, ta đục ra nó không có sẹo. Nhìn thế. Vâng. Rồi thì nó lấy mắc áp xuống dưới, dường như không có sẹo. Bỏ luôn cái cành quay ngang à? Quay rồi, nhau có sẹo không em được về. Nó có cái thân ở trong mà. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với những cái tác phẩm cây trên khu thương mại. Để anh Trang nói các bạn. Vâng, để tranh thủ trời đã sập tối rồi, tôi cũng chia sẻ thêm một số những cái tác phẩm ở khu vực thương mại nữa để chúng ta cùng nhau quan sát một tác phẩm xanh dáng trực. Vâng, xanh quê mà cái cốt của nó rất là già cây rồi. Và tôi cũng muốn hỏi anh bán cây là với cái giá khoảng bao nhiêu tiền tác phẩm này anh? Vâng, cây này bán 6 triệu rưỡi ạ. Vâng, 6 triệu rưỡi. Một chân đây. Thầy cây cũng làm tương đối lâu rồi. Đúng rồi. Và anh cũng, tôi cũng muốn tham khảo một số những cái cây chủng loại khác xanh. Và cái tầm nhỏ như ví dụ như tác phẩm Tùng La Hán này. Cây Tùng La Hán này giá bao nhiêu anh? Cái này bán 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi? Vâng. Vâng. Cái này là cái bệ hay nhỉ? Vâng. Bệ nó như là bệ xanh. Trước đây là nó ở cái chậu cổ, sau bị vỡ mất. À. Từ lúc vỡ, chuyển đến quốc ngoài thì bị vỡ. Cái ổi kia của mình à? Vâng. Của mình. Ơ, anh có cái ổi song siêu này hay phết nhỉ? Đúng không? Vâng, song siêu. À, cũng được. Nhưng mà nếu mà song siêu này mà để cái chậu này thì nó có vẻ hơi nó không hợp lý lắm. Vâng. Nhưng thôi cứ về chủ mới thì người ta đặt vào chậu nào thì đặt. À, với cái ổi song siêu này thì giá bao nhiêu anh? Giá 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi. Bảo tàng thì đợt này cái không gian để dành cho khu thương mại nó ít, nó hẹp, cho nên là số lượng hàng mang đến đây để trưng bày thương mại và số người tham gia cũng rất ít. Đến thời điểm này là bóng tối đã sập xuống rồi, tôi xin đóng máy và kết thúc một ngày chia sẻ tại triển lãm Bảo tàng Hà Nội. Để chúng ta ngày mai tiếp tục với những công việc thường ngày của Đỗ Sinh. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào các anh nhé. Vâng.